á, trên bầu trời á, tự nhiên cái thấy nguyên bầy chim này nó đang đậu rồi nè, là nó bay lượn dèo dèo luôn à, mà không biết phải chim bồ câu không, tệ có khoảng cách nó xa quá mình không nhìn ra, chứ giờ chắc bồ câu người ta nuôi quá chứ ở đâu mà có hết trời chim đó, nó đậu trên mái nhà cái nó bay theo từng đàn vậy. Trên nóc nhà ha, nó nuôi có bồ câu quá à, bồ câu á, thấy nó bay nó xà lên nguyên bầy á, chạy nó đẹp rồi, nó nghỉ rồi, nó không chịu bay nữa, cái canh cái đứng cái hồi cho nó có bay không. Chạy tới nó bay nguyên cái bầy theo hình này. Theo hình đàn chim á. Bây giờ nó nghỉ mệt luôn rồi, nó hết bay. Bồ câu người ta nuôi á. 1, 2, 3, 4. Không thấy chạy nữa, không thấy bay nữa, đứng nghỉ ha. Đó, bay có 1, 2 con rồi, còn hồi nãy là bay có bay luôn. Bay thấy đẹp nên nó dừng lại. Rồi, dừng lại quay nó, cái nó nghỉ rồi. Thôi á, trên Sài Gòn nó nuôi không có làm nhà cho nó chui vô, nó ở đó. Nó ở trên mái nhà, nóc nhà. Thôi dừng cái clip bồ câu này đi, không có thấy bay gì hết trơn à.